trước đi, chịu khó. Báo cáo công chí là hôm nay ngày 4/4, ngày tương đối là đẹp. Thì ban liên lạc quân tình nguyện đưa ra cục thành phố Hải Phòng tổ chức cái buổi giao lưu và cái khánh thành cái văn phòng đại diện của ban liên lạc quân tình nguyện đưa ra cục thành phố Hải Phòng trên địa bàn quân nhân dân cũng rất vinh dự cho chúng tôi được trên địa bàn quân dân và đặc biệt là gia đình đồng chí Hoàn. Thế hôm nay là có đông đủ các đồng chí như tôi xin trân trọng này thủ chính thì nó cũng không giả. Giới thiệu với các đồng chí là có đồng chí Nguyễn Tiến Thúy đại diện cho hội cựu binh thành phố, đồng chí đại tá đảng bộ phó chủ tịch hội cựu binh, đồng chí Bảo không khí biết rồi, các anh hùng vũ trang nguyên là phó trưởng ban quân tình nguyện chuyên gia đội trưởng đảng thành phố phòng hôm nay hiện diện của đồng chí Bảo. Ngoài ra thì có các đồng chí đại diện thường trực của các quận huyện đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, không khí thế rồi là đồng chí Nghĩa là phó tịch hội quy của phường, tôi trở lại đây tôi xin mời chung không khí vui tươi nhất phấn khởi của quân dân cả nước đang đẩy mạnh phong trào thi đua, chào mừng thi đua, chào mừng những ngày kỷ niệm lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5 này. Ban liên lạc của truyền thống của quân tình nguyện Kiên Giang cũng là thành phố Hải Phòng, chúng ta đã huy động đóng góp cái chi phí tổng chi phí của chúng ta là 944.320.000 đồng, trong đó thì cái hoạt động tình nghĩa là hơn sáu trăm triệu. Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 là 244 triệu, ủng hộ các địa phương là 993 mét khối đất thổ cư để làm cái đường liên thông liên thôn trong xây dựng nông thôn mới, và đặc biệt là công tác của hội viên thì đã thực hiện các cái chính sách đối với các hội viên quân tình nguyện đã hướng dẫn các cái chi hội như là chi hội của Bảo, của Tiên Lãn và một số các chi hội khác nữa để các đồng chí thực hiện các cái chế độ chính sách đối với cán bộ hội viên. 22 đồng chí chi hội của huyện Thủy Nguyên là 28 đồng chí, rồi hướng dẫn chi hội của Vĩnh Bảo và Tiên Lãn lập danh sách của các chi hội viên để đề nghị cấp trên ra soát công nhận cái số quân tình nguyện và chuyên gia quân sự lúc nào của thành phố Hải Phòng đã qua một thời gian chuẩn bị và có sự đồng thuận nhất trí của thượng trực quân tình nguyện của Kiên Giang. Chúng ta biết là quân tình nguyện của thành phố Hải Phòng đã có văn phòng và chính thức hôm nay là thành phố và không khí đại đồng địa chỉ thì đây không là 113. Xin thay mặt thượng trực ban chấp hành xin trân trọng cảm ơn chị Hoan và giao qua chi hoa của đồng chí đảng bộ rất nhiệt tình, tạo điều kiện cả về vật chất tinh thần. Nhưng hôm nay chúng ta tôi được khai trương văn phòng trang nghiêm, có chuyện văn như là kẹo tôi mặc quần thì chúng mình có của quân bộ lãnh đạo của quân bộ 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 và hôm nay anh em cũng rất vinh dự sự hiện diện của đồng chí là sự quan tâm của những động viên anh em chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt cái trọng trách của mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ chống đất nước và hoàn thành nhiệm vụ quốc tế tại nào do đảng nhà nước quân đội giao cho. Quân tình nguyện chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào rất tự hào được thực hiện ước mơ nguyện vọng của Bác Hồ là giúp bạn là giúp mình cùng chung chiến hào chiến đấu, hy sinh sương máu giúp bạn, cùng lực lượng vũ trang bạn nào vượt qua mọi khó khăn, chiến đấu để giải phóng đất nước nào. Chúng ta ngồi đây là những nhân chứng lịch sử. Vâng, thì kính thưa các bác, các đồng chí, phát biểu các bác thì đây với là cái tinh thần là cơ quan nắm và theo dõi các cái hoạt động của ban liên lạc. Tôi là Thúy, của ban tổ chức chính sách. Thì báo cáo bác là cách đây hơn 2 năm thì cũng đã cùng với các bác để mà tách riêng cái hoạt động riêng của chúng ta
thì các bác cũng đã có quyết định rồi. Thì đến nay chúng ta cũng đã trở lại hoạt động thêm đúng cái chức năng của đối với cái quân tình nguyện quân sự của mình. Đấy, thì báo cáo các bác là tôi là cái người mà cùng với các bác đây. Đấy, thì năm kia cũng đã có khen thưởng đối với các bác. Đấy, mà mặc dù trên hội kiến minh phố thì cũng về kinh tế thì cũng không có, nhưng mà chỉ cho về tinh thần thôi. Đấy, ví dụ các bác hàng năm có khen thưởng các thứ ấy, thì chúng tôi cũng báo cáo với thường trực để mình khen các bác. Đấy, để mà có những cái động viên tinh thần kịp thời đối với các bác trong những cái thời gian. Đấy, thế thì báo cáo các bác cái này, để mà đánh giá các cái hoạt động của ban liên lạc của chúng ta, tại vì là các bác là hàng quý, đấy, 6 tháng, thế rồi hàng năm là các bác có cái họp cái ban liên lạc để đánh giá cái kết quả cái hoạt động của mình. Thế cho nên là hội cựu binh phố thì cũng có cái thông tin của cựu binh. Đấy, thì cho nên các bác thì là hội viên của các quận huyện rồi. Thế cho nên là các bác là thường xuyên đọc được cái thông tin cựu binh. Thế cho nên là các cái hoạt động của các bác thì cũng đề nghị các bác cái này, để sau mỗi lần họp cái ban liên lạc thì các bác có cái đánh giá cái kết quả, có cái thành tích cái hoạt động của mình. Đấy, thì các bác sẽ gửi về chúng tôi để chúng tôi sẽ có trách nhiệm để tuyên truyền đối với cái kết quả hoạt động của bác. Và cũng một lần nữa là nhân cái buổi hôm nay thì cũng chúc các bác các đồng chí mạnh khỏe, chúc cái ban liên lạc của chúng ta hoạt động có hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Xin cảm ơn. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Thành, trưởng ban liên lạc của Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, là câu lạc bộ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam Lào. Kính thưa toàn thể các bác các đồng chí, đồng chí quý thì cũng đã thay mặt các đồng chí cơ quan của cựu chính thành phố đã phát biểu với các bác các đồng chí. Thế hiện nay là trên toàn thành phố là cũng có trên 70.000 hội cựu chiến binh, hội viên cựu chiến binh, trong đó có các bác các đồng chí. Riêng quận Lê Chân là có trên 6.000, khoảng 6.200, trên dưới 6.200, chiếm khoảng gần 10%. Toàn thành phố là trên 70.000, Lê Chân là khoảng như thế. Báo cáo các bác đồng chí là đây cũng là một cái lực lượng nòng cốt, và trong cái thời gian vừa qua thì các bác đồng chí cũng là một trong những cái lực lượng nòng cốt trong cái phòng chống dịch Covid mà đã được toàn quốc công nhận, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các bác các đồng chí. Và cũng mong rằng là trong cái hoạt động chung của cựu chiến binh, trong đó có cái hoạt động riêng của các bác là cũng có góp phần cùng với lại cựu chiến binh của thành phố rồi của quận và các phường phát huy tốt bản chất của đội cụ hồ, tiếp tục là lòng cốt trong các cái phong trào hoạt động quần chúng. Đây thì tình đồng chí nhân cũng là một trong những cái nhân tố hoạt động rất tích cực cấp phường và trong các cái ban liên lạc của trong cái thời gian vừa qua. Một lần nữa là xin thay mặt các đồng chí thường trực của cựu chiến binh quận và kính chúc các bác các đồng chí mạnh khỏe và có nhiều cái kết quả hoạt động tốt hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn rất hội cựu chiến binh quận Dư Hàm. Thưa đồng chí Phạm Ngọc Thành, trưởng ban liên lạc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào. Một lần nữa xin trước hết là cảm ơn các đồng chí cựu chiến binh đại diện cho hội cựu chiến binh thành phố, quân binh quận, phường để các đồng chí có mặt ở đây. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và hoạt động trên lĩnh vực này nó càng ngày càng tốt đẹp hơn, vui vẻ đoàn kết, tình nghĩa. Xin cảm ơn trọng đến. Tiếp theo chương trình là tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí phó chủ tịch hội cựu chiến binh Dư Hàm là cái đơn vị để mà văn phòng chúng tôi để đứng trên ở đây. Thưa đồng chí, mời đồng chí mời. Kính thưa quý vị lãnh đạo và các đồng chí trong ban liên lạc hội cựu hội quân tình nguyện Việt Nam Lào, và kính thưa đồng chí lãnh đạo hội thành phố, đồng chí trên quận quận hội, thì hôm nay bản thân tôi rất vinh dự để thay mặt cho hội đồng nhân phường tham gia một buổi ra mắt
trụ sở ban liên lạc của đồng chí. Thì trước khi tôi muốn chia sẻ một số thông tin về phường để các đồng chí về việc là trụ sở đây các đồng chí nắm được. Để thực hiện hai con số chúng tôi là 710 đồng chí ở toàn phường. Thì tổ trưởng tôi hơn 35 thành lập và hoạt động ấy thì là luôn luôn ở trong cái tốt đầu của Hội Cựu chiến binh quận. Chúng tôi hoạt động trên nhiều mô hình lắm. Vừa rồi thì chúng tôi đã tham gia và tham gia hát cái câu lạc bộ cựu binh làm kinh tế. Và chúng tôi là từ trước này có hai đội, đội văn nghệ và đội tiêu binh thì thường xuyên hoạt động với chúng năm nay được đây. Để nói là rất tốt, hỗ trợ cái cho hội viên mình rất nhiều. Và hiện nay chúng tôi đã mở thêm một cái chỗ tổ vay vốn của ngân hàng chính sách thì hỗ trợ cho các đồng chí hội viên có nhu cầu về để sản xuất kinh doanh, làm kinh tế gia đình. Thì cũng thông qua cái đấy thì cũng thông báo để chia sẻ các đồng chí nắm được cái đấy. Rất phấn khởi là các bác mở được trụ sở liên lạc của quân tình nguyện Việt Nam nào thì ở trên trụ trên của bản chúng tôi. Thì mong rằng khi công tác phối hợp giữa hội phường và các bác trong ban liên lạc thì cũng có cái gắn kết, còn nếu có những gì khó khăn thì các bác cũng chia sẻ đến tôi biết, nếu có gì hỗ trợ thì tôi sẽ cố gắng ở mắt. Và thì nhân hôm nay xin chúc các bác và các bà, các anh chị cùng gia đình có sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc hội chúng ta là có tổ chức càng ngày càng vững mạnh và càng phát triển. Xin cảm ơn. Xin báo cáo đồng chí nội dung chương trình tiếp theo như thế này. Sau đây thì xin ra mời đồng chí lãnh đạo, đồng chí đại biểu là chúng ta ra tiền cảnh đây. Chúng ta cùng một cái điều hành vì cái này là có cái tiếp văn phòng của ban liên lạc. Đâu anh? Đây. Bye bye, now,